Bây giờ chị sẽ thực hiện một cái thử thách, đó là hello cả nhà. Tiếp theo thì hôm nay chị sẽ khui một cái thùng bự nữa nha. Cái bộ này hôm bữa chị đã khui rồi nè. Hôm bữa có bạn nói là những cái bộ mà màu vàng vàng á là hàng nhái. Không phải nha các em, đó là hàng chính hãng Audi nha. Đây cái vỏ hộp nè, hàng chính hãng Audi nha, là một cái phiên bản giới hạn mà Audi đã sản xuất ra, chứ không phải là hàng nhái đâu nha. Nó có cái mã là 624804 nè. Đây nè, ở trên những cái dòng sắt của nó đều có khắc chữ Audi luôn. Không biết có bạn nào mà nói là nó là hàng nhái không hiểu luôn á. Đây nè, có cái chữ Audi nữa nè. Đây nữa nè, chị mua là hàng chính hãng Audi hết nha, không có hàng nhái nào mà lộn vô cái hàng của chị hết trơn á. Đây nữa, đó, có cái chữ Audi nè, các em thấy không? Đây là những cái phiên bản mà đặc biệt mà Audi đã sản xuất ra. Nó rất là giới hạn luôn, trên thị trường rất là hiếm có luôn. Các em tìm ở khắp Việt Nam đi, cũng có vài chỗ bán thôi, mà có khi bây giờ cũng không còn hàng nữa các em à. Đó là hôm bữa là chị khui cái hộp này, đó là cái mã là 624804. Rồi hôm nay là chị sẽ khui cái hộp này. Đây là cũng là Audi luôn nha, không có hàng nhái nào mà lộn vô hàng của chị đâu nha. Đấy, đây tem Audi nè, nó là 624805. Đây là một cái thùng nữa, nó cũng giống như cái hôm bữa, nhưng mà có cái điều là nó khác hơn hay sao, màu nó khác hơn thôi. Ở đây nó có trang web của Audi nè, khui ra cho các em xem. Trời ơi, cái này là sản xuất từ năm 2015 luôn. Wow, thì ra cũng là một phiên bản khác thôi các em. Đây, nó là được sơn nhiều màu, rồi hình ảnh nó là có khác, chứ cũng không có gì đặc biệt ha. Đây, hôm bữa cái phiên bản á là màu đen, màu tối, còn bây giờ phiên bản của nó là màu sáng. Chị thay cái dòng sắt rồi các em, cho nên các em sẽ thấy cái dòng sắt này khác. Này là màu trắng trong rồi, của con chiến thần hộ pháp. Cái này là cái nắp chiến thần của phong thần bảo tố. Cái này là nhựa trong các em ạ. Cái nắp chiến thần cũng nhựa trong luôn, toàn bộ cái phiên bản này là nhựa trong hết. Cái trục cũng là nhựa trong luôn các em, mà nó màu đen. Một phiên bản hoàn toàn mới thôi. Hôm nay thì chúng ta có hai cái dòng sắt mới. Đây, hai cái dòng sắt này mới nè. Mà cái dòng sắt này là chị nhớ của một bộ combo của chiến thần đại dương nè. Còn cái dòng sắt này thì chị không nhớ là nó của con nào hết ta. Các em có biết là cái dòng sắt này là của con nào không? Hay nhớ để lại bình luận bên dưới cho chị biết đi nha. Nó chỉ nhiều màu thôi, nhìn nó ông hoa ông ánh thôi. Phiên bản cái này á là nếu mà chị cầm là không có lộn với con nào hết trơn á. Những cái con này chị có thể ghép lại thành 4 được nè. Mà 4 hôm bữa chị ghép được 8 rồi á, là chị lấy 4 con này là chị ghép lại thành 12 con. Wow. Ở đây thì cũng giống như vậy, cái cây mở là bằng màu tím luôn. Cái này nó cũng có hai đầu, đầu left và đầu right. Hãy nhớ cho chị một like cho video này nha. Tiếp tục trên 500 like chị review tiếp, chuẩn bị là về con chúa tể bóng tối của Nadoba đó các em. Rất là hy vọng luôn, nhớ cho chị một like để nhanh để chị khui cái hộp đó nha. Nadoba chị sưu tập không có nhiều các em ơi, chỉ có được có hình như là mười mấy con gì đó à, không có nhiều lắm. Trời ơi, còn mấy bạn là mấy chục con luôn. Đây chỉ có mấy con Nado này thôi các em. Bây giờ chị sẽ thực hiện một cái thử thách, đó là ghép những cái con Nado này thành một, nhưng mà không biết là ghép được bao nhiêu con nha. Các em hãy cùng đón xem nha.
Tàn, trời nó cao quá luôn, nó dài chứ. Trời ơi, để coi được bao nhiêu cái. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 19 con quay nado. Nó dài. Cái này mà quay được mới lạ. Thôi nó quay được, nó cao. Trời ơi. Trời ơi, tin được không? Cái này mà đem chọi một phát là chắc là không còn đường nào để nói. Wow. Chỉ có mấy con này á, ba con này là những cái chân đế nó khác cho nên là chị không có gắn. Bây giờ mình cho nó quay thử coi. Đây, để coi xách lên được không nha. Trời ơi, xách lên cũng được, gớm quá chứ, ghê thiệt chứ. Trời ơi, có ai mà chơi lì nhóc như chị không? 19 em Nado, nó giống như một cái cây gì á. Nó nặng, không biết nặng được bao nhiêu ký. Rút nè, 1, 2, 3, gãy luôn. Chơi ngu, gãy luôn rồi, hù. Nó nhắn lại được không trời? Trời, tiêu luôn các em ơi, tiêu rồi. Giờ chị gắn, gắn nó không có vô. Thôi, bây giờ mà muốn gắn nó vô để cho nó quay là phải gỡ hết cây này ra hả? Thôi bỏ đi. Giờ gắn nó đâu đây? Thôi buồn quá, để ra đi. Trời, nó nhảy tưng tưng luôn. Rồi, cũng được đó chứ. Thôi rồi. Thôi, video chơi ngu hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các em đã theo dõi kênh của chị nha. Nhớ cho chị một like, đồng thời share và đăng ký kênh. Bye bye. Trời ơi, gãy nghiêng. Tội nghiệp quá.